Em xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và mua bán xe cũ hôm nay sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một chiếc xe S400 được độ mới bách rất là đẹp, hiện đang có mặt tại Gia Huy Auto. Địa chỉ đơn vị là số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử. Với mẫu xe Mercedes-Benz S400 sản xuất là 2014, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, biển rất đẹp ạ, 06886, biển Lộc Phát Lộc ạ. Các chi tiết về phần đầu xe các bác có thể thấy qua, hệ thống đèn chiếu sáng thông minh và có trang bị cảm biến trước sau đầy đủ. Công nghệ trên mẫu xe Mercedes thì nó rất là đầy đủ những cái tính năng công nghệ an toàn và có cái cảm giác lái cũng rất là tốt ạ. Mâm thì trang bị mâm của Mercedes Maybach. Chi tiết biển mạ chân kính rồi những phần cột đều là mạ chrome. Và phần đuôi xe thì được chủ xe dán chữ Maybach S600. Bác con có thể thấy qua. Phần đuôi có những cái phần ống xả thể thao rồi là hệ thống đèn LED. Với những cái thiết kế rất là tinh tế tỉ mỉ, từng chi tiết nhỏ. Sơn xi của chiếc xe chị bạn thấy đấy, tổng quan của chiếc xe nó vẫn còn rất đẹp. Cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên chị và các bạn có thể yên tâm và chọn lựa. Với hàng ghế thứ hai thì rộng rãi cho 3 người ngồi và có trang bị hai màn hình gối đầu, cửa sổ trời toàn cảnh với hai cửa sổ trời. Và đây là những chi tiết chất lượng ghế da, các bác có thể quan sát qua thì nó vẫn còn trong hiện trạng rất đẹp. Cửa gió điều hòa ghế thứ hai và có trang bị cửa gió hai bên cánh cửa nữa. Hệ thống giải trí âm thanh vòm, loa Boommaster, nội thất ghế da cao cấp và những phần ốp gỗ cao cấp. Có trang bị rèm chỉnh điện ở hàng ghế thứ hai anh chị nhé. Cốp thì trang bị, cái phần cánh cửa thì nó có trang bị mở cốp hít anh chị ạ. Đây là những chi tiết về phần cánh lái này, keo chỉ còn nguyên zin này, rồi những các phím bấm mạ kim loại sáng bóng rất là sang trọng, từ các vị trí nhớ ghế là mát ghế, sấy ghế, rồi là các phím điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương. Đấy, bác có thể thấy qua từ phần bậc lên xuống đây và chất lượng ghế da để anh chị bạn có thể quan sát qua. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, rồi màn hình trang bị hai màn hình dài đây để các bác có thể thấy to bản, cùng với cái hệ chi tiết ô cũ. Xe thì cũng có trang bị lưng hạ gầm và các chế độ lái để anh chị và các bạn có thể lựa chọn. Chi tiết rất đẹp, sản xuất là 2014, công nghệ thì cực kỳ nhiều và đã được độ mới bách. Các bạn nào quan tâm thì có thể qua trực tiếp cửa hàng nhé. Và bây giờ em sẽ mở cái phần máy lên để cho các bác có thể quan sát qua một chút. Còn khi các bác đã ưng rồi thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi một cái mức giá ưu đãi tốt nhất cho các bác cùng các hỗ trợ từ cửa hàng. Với chiếc xe này thì đơn vị sẽ có hỗ trợ giá cho các bác với mức giá là 1.999.000 còn thương lượng, và có hỗ trợ trả góp cho các bác nào đang có nhu cầu. Để rõ thông tin các bác hãy qua địa chỉ số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội để xem xe và lái thử và cảm nhận các mẫu xe hiện bán tại cửa hàng, chọn lựa xe rất đẹp. Và vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc Mercedes-Benz S400 độ full Maybach hiện đang có mặt tại Gia Huy Auto. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.